Hello, xin chào cả nhà nha. Xin kính chúc cô bác, anh chị và các bạn thân mến có thật nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm một thành phố khá nổi tiếng và rất là xinh đẹp, đó là thành phố Las Vegas. Với rất nhiều khu vui chơi giải trí và nhất là rất nhiều sòng bài. Đến đây mọi người sẽ cảm thấy được thư giãn và được ngắm nhiều cảnh đẹp. Bây giờ mời cả nhà đến thăm và chiêm ngưỡng thành phố nha. Let's go!